bị dành dụm tiền được rồi đó nghe, chứ đừng có chơi bời nữa nghe. Tết tới rồi đó nghe, còn có 1 tháng mấy 2 tháng nữa đó nghe. Đi làm rất mệt mỏi nhưng không thể không đi làm. Kiếm tiền thật khó nhưng không thể ngừng kiếm tiền. Nhà có xa rồi cũng phải trở về. Có tuổi rồi cũng không thể tùy hứng như trước được nữa. Chúng mình có thể không làm việc mà mình không thích, nhưng chúng mình phải làm những việc mà chúng mình nên làm.